Hello, welcome to Bachelor. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Bắt đầu video ngày hôm nay, chúng ta cùng khám phá tựa game Hero Labor phần Hàn Sinh. Này mình sẽ chơi ba các bạn nhé. Ui, chơi stage 4 đi. Stage này chúng ta sẽ vào trong một nghĩa trang. Con trai sẽ là người bảo vệ nghĩa trang này, còn chúng ta sẽ là vào vàng con zombie để ăn cắp 50 bộ não. Ok, bắt đầu nào. Buồn là người vợ mình đã bị mất. Ok, đầu tiên mình sẽ vào trong cái ngôi nhà này. Kêu cậu trai kia rồi. Và cậu con trai đi chuyện ra ngoài, chúng ta sẽ chạy vào trong cái ngôi nhà kia. Tiếp theo đó mình sẽ bật cái một đêm quyển sách và bật cái này, ông gió đi. Ok, xong con trai đi chơi. Để con trai di chuyển đi. Ok, con trai đã đuổi theo chúng ta rồi, chạy nào. Đâu, ta bị tóm rồi. Ok, lại nào. Bọn này em lại là có vẻ khó nhất trong trò chơi này. Ok, quả trai đã tiếp tục đuổi theo chúng ta chạy không? Okay, chắc chúng ta chạy một vòng thì có thể cắt tấu quả trai. Sự giúp của chú quạ nào. Rồi, ok. Nào. Ok. Này, phần chơi này chúng ta khá là vất vả. Tiếp tục phải chạy trốn. Ok, sẽ chạy về ngôi nhà của chúng ta. Ok, vào trong đây nào. Tiếp theo chúng ta sẽ nhờ cái lực gió này. Rồi chúng ta bay đi. Ok, đây trên đây rồi. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ nhảy lên trên nóc nhà nha. Của cái gác chuông này. Ok. Mình đã lấy được cái này rồi.
này tôi gặp bắt đầu đèo. Ok, chúng ta được một cái não rồi. Thank you.
sẽ lấy được van, còn mình sẽ bắt sóng đây trước. Chưa có khí đây mà. À, chúng ta chưa bắt van. Ok, chúng ta lại phải nhảy sang đây tiếp. Đứng gần đây.
gọi đường ta về. Đây gọi trái này. Ok. Cái này cái bẫy đinh này. Đi chuyển đội. Chúng ta đi ra quầy tạp hóa này nào. Một vàng nhận khác hắn ra. Trong đây chúng ta sẽ lấy được 8 cái não nữa. Đi chuyển tiếp nào. Ok, chúng ta đến bên đây nha. Đặt một cái não ở đây. Thôi, mình sẽ cắt luôn ở trong đây. Chúng ta sẽ mọc luôn ở trong đây cho nhanh. Ok, đây nào. Ra còn một cái não nữa, đi lên nốt. Ok, vào trong nào. Theo này. Ok. Đó, còn một cái não cuối cùng nữa, để đâu ở đây. Mua chọn đó.
mình đã hoàn thành rồi. Rồi mình sẽ cắt cái này vào trong các khúc đó sau. Sang cái mà Rank 3D nào. Ok, bắt đầu nào. Chúng ta đang ở map này, vẫn đang map này. Đây nào. Rồi, đoạn này các bạn sẽ phải nhảy lên một lần. Sau đó mình sẽ rơi xuống đầu tiên.
Ok, đi đoạn này các bạn để im vậy là được, không cần phải động tay chân. Ok, chúng ta bạn dẫn đầu đoàn đua. Rồi. Ok, là chúng ta đã phải đi đầu tiên. Tiếp theo mình chuyển sang game PvZ Hero. Ok, bật mạng nào. Phải game này update hay không? Ok, cũng update thật các bạn. Chúng ta đợi tầm 30 giây. Theo mà chuyển sang game volume RAM. Ok, bắt đầu nào. Con đường đầu tiên chúng ta sẽ là 400m. Nghe nào. Đoạn này bạn sẽ nghe cú xuống nào. Ok, chúng ta leo lên chiếc xe. Sao rồi con đường lại là ta sắp tới con đường 2 sao nổ no. Đường tiếp theo là đường 500m của chúng ta ở season 2. Một đồng tiền lớn. Ok, tiếp tục chạy thẳng vào. Đang cho ta là một đợt x2 tiền. Lại x2 tiếp. Ok, chúng ta phải đích 3 sao. Tiếp theo chúng ta chuyển sang game Omnibot phần 2. Phần 1. Ok. Tiếp tục vào level chapter 9 nào. Level 12. Chẳng ai này. Tên cảnh sát. Mà một tên bảo vệ nhé. Ta sẽ đi đường nào? Ok, chúng ta nắp đây đi. Theo mình sẽ vào trong đây để lấy chìa khóa nào. Ok, tiệm cảnh sát đã đi chưa? Có thể bảo vệ.
Ok, đợi tên cảnh sát này vào, chúng ta sẽ lẻn ra ngoài. Chạy nào, chúng ta đã kịp trốn rồi, một phá bị phát hiện khá là điên. Chỗ đây lại một tin bảo vệ to con nữa. Ok, chàng này đã quay lại. Ok, đợi chàng này quay lại, chúng ta sẽ vào trong đây để lấy nốt cái túi tiền này. Tên bảo vệ đã lên đến thứ ba rồi. Xong tiếp theo chúng ta sẽ sang bên kia, chúng ta còn có chiếc chìa khóa để mở cửa rồi. Nổ, chỗ này có những con chó nữa. Ok, mọi sự đã trở lại yên lặng rồi. Giờ chúng ta phải tìm đường ra nào. Ok, giờ chúng ta phải tìm đường thoát ra ngoài. Ok, chúng ta đã hoàn thành xong vụ trộm. Thế level tiếp theo nào. Kỳ mấy không? Chỗ đây một chiếc chìa khóa này. Chúng ta tìm đủ 6 chiếc chìa khóa rồi. Quá khó khăn. Nhưng không sao cả, ok. Chúng ta sẽ phải đợi tên bảo vệ này đi vào, chúng ta sẽ xuống đây để những chiếc chìa khóa tiếp theo này. Đen chúng ta bị phát hiện vào bao giờ, mất bao nhiêu công sức của chúng ta. Đường hai camera, chúng ta sẽ vào cái gì đây?
Ok, xong đây là hai tên bảo vệ nữa. Nào, phải bị tóm rồi. Tiếp theo mình chuyển sang game Stupid Zombie. Ok, đây là stage 4 đó. 60 đạn, chúng ta phải tiêu diệt khá nhiều con zombie như thế này. Ok, tìm cách để hạ được mấy cái tên này đã. Ok, lại nào. Ok, chúng ta spawn vào đây. Tiếp theo chúng ta sẽ phải tìm cách bắn xong bên đây không? Ok, chúng ta còn lại 4 tên nữa. Một tên này. Ok, không được vào Hà Nội. Không sao, được 4 sao thôi. Bắn vào đây xem. Oh. Chưa được các bạn. Ok, bắn vào đây rồi. Rồi, 3 sao. Và sang đây vào đây. Tên này hơi khó một chút mà. Nó. Chúng ta làm trở lại rồi. Vũ đầu tiên chúng ta sẽ bắn vào đây. Thank you.
xin tôi đã phải chưa làm được nữa. Nhớ rõ các điểm bằng. Ok. Rồi, 3 sao. Chỉ với 2 viên đạn. Tiếp theo mình chuyển sang game Tickman Level 6. Chúng ta đang ở trong phòng 213. Sơ tạo. Ok, anh ta cứ đưa cho ta một món quà. Một hộp quà, ta sẽ lấy từ trong cái này ra. Cái thùng này chúng ta sẽ tìm phương thức bao. Ok, mình sẽ lấy nọc vào. Ta sẽ ok, đi qua hàng rồi. Sao cái cửa nào? No. Ta sẽ bắt bạn có đâu. Mình sẽ dùng cần câu này chúng ta câu. Ta có một cái cửa của tên này. Đây cảnh sát tên là tên phải này. Ok, chúng ta sẽ cơ cửa. Chúng ta hoàn thành rồi. Ok, đã được tự do. You are free. You are free. Ok. Theo chúng ta chuyển sang game Super Brown. Get ready to roll. Ok, mở quà nào. Chúng ta sẽ bắt đầu đấu trận đấu đầu tiên. Mình sẽ dùng ok Lori. Đi gặp ai đây? Quitter 150. Sevilla, à Danto, Fanto, Fanto, Early. No. Ok, chúng ta chiến thắng một và đang đi thế. Trận đấu tiếp theo nào. Này mình chọn là ok, chúng ta chọn là cắt to. Cắt to gặp Broker. Ok. Game
cái đầm pot beat được là nghe nhạc. Và nghe nhạc đặc sử với các bạn. Mình chọn action 3. Chúng ta sẽ vượt một con silver. Ok, bắt đầu nào. Mình đang chọn là chế độ như tên cảnh sát. Chúng ta sẽ đang có top 8 như tên này nào. Các bạn phải ra được đường lớn nữa thì chúng ta mới thu thập được nhiều tên. Đang top 9, ui dồi. Ok, sẽ đi top 3 rồi. Top 2 rồi, top 1. Còn hết đàn này nào, ok, cố lên. Đàn voi tên là chuyển thành con voi à. Ok, tiếp theo đàn vịt này, đàn chim cút nhá. Rồi chúng ta thành người lớn nhất rồi, hơn 100 mạng rồi. Ô, lại một đàn nữa. Bên này có thể là 50. Sai này chúng ta thâu tóm được thế lực mới. Đây có bọn vàng này, ok, mình sẽ ăn bọn hồng luôn. Hồng ở trước mặt đây, đội quân yếu. Ok, tóm gọn rồi. Ok, và là video của mình hôm nay đến đây kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video sau. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Thank you for watching.